Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì hôm nay là một trận đấu Ivalia Football nha. Ở trận này thì mình tiếp tục gặp một team có sĩ số đội hình là 94. Thì vào cái hạng này thì còn gặp các đối thủ có sĩ số cao không à. Rồi, vừa mới nhắc Son Heung-min. Son Heung-min của nó cộng 6 rồi nha. Rồi đối phương cái sĩ số 94. Không vào. Xem nữa có bạn gỡ quà rồi mọi người. Mấy này ghét cái là tụi nó có chỉ số cao, tụi nó cứ nhồi bóng lên cho tiền đạo, vừa tiền đạo suốt bừa thế nào cũng vào chứ, bực thì chứ. Một màn quán gỡ quà của Tech Windows nha các bạn. Pha phối hợp rất là đẹp, tưởng đâu là việt vị không à. Dạ không việt vị và đã có bàn thắng gỡ hòa. Cơ hội Vinicius sút không vào, cá bồi 2-1 Darwin Nunez nha. Hai bàn của nhà Darwin Nunez nha. Darwin Nunez ngoài đời hơi phế nhưng mà trong game hơi bị cũng hơi cũng đỉnh lắm nha. Sút không vào, vào 3-1. Mấy tình huống đá bồi chéo góc như vậy các bạn cứ sút nha. Nó rất là nhiều tình huống sút chéo góc rất là ảo nên các bạn cứ sút nha. Gặp những tình huống đá chéo góc đá bồi như vậy cứ sút cho mình. Thêm một câu hỏi nữa. Sút. Ồ sao bắt dễ vậy ta, sao bắt gọn vậy ta. Tỷ số hiện đang là 3-1, mình ghi 3 bàn trong vòng 10 phút. Ê, rồi trời cứu rồi. 3-2. Chỉ mới vậy là kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-2 nha. 5 bàn thắng được ghi và mình đang dẫn trước với tỷ số là 3-2. Ê, rồi. Đó, nó cứ vậy đó, mấy thằng đội hình mà có chỉ số cao á. Nó cứ chơi cái trò tạc kiểu đó rồi tiền đạo nó tự động chạy tới rồi cắt mặt hậu vệ và đóng bóng rồi sút cái bàn rất là dễ dàng luôn. Phản công cho mình. Ngay lập tức mình nâng tỷ số lại lên là 4-3 nha. Rất nhanh luôn. Nó có Son Heung-min cộng 6 thì Son Heung-min cộng 1 của mình cũng không phải là phế lắm đâu. Cơ hội. Sút. Không vào. Phản công. Đây là phút thứ 87, 88 rồi nha. Những phút cuối rồi. Đánh đầu, không được. Vẫn còn. Vinicius. Chật vượt. Hết giờ, tỷ số là 4-3 nha. Bốn ba cho Paris Saint-Germain. Người hùng Darwin Nunez.